Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 5, không khí lạnh hiếm gặp sẽ dần suy yếu làm miền Bắc tăng nhiệt dần. Tuy nhiên, tới ngày 21 tháng 5, hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa rông quay trở lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay không khí lạnh suy yếu và lệch đông, nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc tăng thêm từ 2 đến 3 độ C, trời hửng nắng không mưa. Tuy nhiên, trong khoảng từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 5, trên khu vực Bắc Bộ có khả năng hình thành rãnh áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, nên từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5, miền Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trung Trung Bộ, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước thực trạng sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất xảy ra tại nhiều địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên nước ngầm. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất hiện nay là bởi hầu hết các hoạt động khoan, đào, thí nghiệm trong thăm dò địa chất, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình ngầm chưa được các cấp quan tâm, quản lý đúng mức. Bộ này đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc các chủ giếng, thực hiện xử lý, chăm lấp các loại giếng khoan không sử dụng trên địa bàn theo quy định. Trong đó, các tỉnh tập trung rà soát các giếng khoan thuộc các dự án nghiên cứu, điều tra, đánh giá nước dưới đất, dự án nghiên cứu, điều tra, tìm kiếm, thăm dò địa chất và khoáng sản, khảo sát địa chất công trình đã thực hiện xong trên địa bàn tỉnh mà không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng cho những mục đích khác hoặc hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng. Đồng thời, yêu cầu các chủ giếng, chủ dự án thực hiện việc xử lý, chám lấp theo quy định. Thưa quý vị, từ ngày 21 tháng 5 tới đây, người dân tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước đã có thể đến trụ sở công an xã, thị trấn để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy mà không cần đến công an thành phố hay công an huyện. Đối với phương tiện là xe ô tô, người dân có thể làm thủ tục đăng ký tại trụ sở công an huyện. Đến thời điểm này, chỉ còn vài ngày nữa, thông tư này sẽ đi vào thực hiện. Vậy việc đăng ký xe tại các cấp huyện và xã được thực hiện như thế nào? Công tác chuẩn bị ra sao? Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC tại tỉnh Hải Dương. Công an phường Chí Minh, thành phố Chí Linh. Mặc dù chưa đến thời hạn 21 tháng 5, nhưng chị Duyên đã đến trực tiếp trụ sở công an phường để hỏi về hồ sơ đăng ký xe mô tô nhằm mục đích chuẩn bị thủ tục đầy đủ nhất. Thì em cũng nắm bắt được là bắt đầu từ 21 tháng 5 năm 2022 thì là công an ở các cái xã phường là bắt đầu là có cái chức năng là thực hiện cái nhiệm vụ là đăng ký biển số xe cho các phương tiện là xe gắn máy, xe mô tô cho những người có hộ khẩu thường trú mà trên cái địa bàn phường đấy. Thì là em thì cũng sắp tới là cũng có ý định mua xe nên là cũng có đến để hỏi trước các cái anh công an về các cái thủ tục. Em thấy là cái việc mà các cái chính sách của nhà nước mà bây giờ mà cho phép mình cấp phường ấy thực hiện cái việc mà đăng ký xe tại phường ấy thì nó thứ nhất nó tạo điều kiện rất là thuận lợi cho người dân. Đến bước đầu từ giờ đến ngày 21 ấy thì bước đầu ấy qua sơ bộ thì cán bộ sĩ đã có kinh nghiệm bước đầu. Thế nhưng với góc độ của cơ quan chuyên môn ấy, tôi vẫn đề nghị đội cảnh sát giao thông khi bắt đầu tiến hành đăng ký vào ngày 21 tháng 5 cho nhân dân thì là đội cảnh sát giao thông phải cử cán bộ sĩ trong giai đoạn đầu tiên có chuyên môn nghiệp vụ về công tác đăng ký xuống hướng dẫn cán bộ sĩ quan phường để làm thế nào đó mà việc đăng ký cho nhân dân được thuận tiện, thuận lợi và nhanh nhất để tạo điều kiện cho nhân dân. Thành phố Chí Linh có 7 đơn vị công an phường đủ điều kiện được phân cấp đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố được phân cấp đăng ký cấp biển đối với xe ô tô và xe mô tô, xe gắn máy. Theo đơn vị cảnh sát giao thông trật tự thành phố Chí Linh, dù thời gian triển khai thực hiện chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, nhưng đến thời điểm này, cơ sở vật chất, đường truyền, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, nguồn lực, con người, trang bị phương tiện đã xong để lực lượng cấp phường thực hiện tốt. Trong cái thời gian rất là ngắn, một tháng rưỡi kể từ khi thông tư ban hành, và đến thời điểm ngày 21 tháng 5 là cái hạn cuối là chúng tôi phải triển khai,
Thì báo cáo các đồng chí là đến thời điểm này thì cơ bản là tất cả các công tác chuẩn bị chúng tôi đã tiến hành xong. Trong đó là công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, kỹ thuật, chuẩn bị về nhân sự, chuẩn bị về công tác đào tạo con người, rồi chuẩn bị về công tác tuyên truyền. Cơ bản là chúng tôi đã thực hiện xong. Và đến ngày 21 tháng 5 thì chắc chắn là sẽ triển khai và thực hiện tốt. Hiện tại bây giờ thì là có 10 phường xã là đủ điều kiện để làm công tác đăng ký xe mô tô. Và tiếp đó là có 8 đơn vị huyện và thành phố là thực hiện công tác đăng ký xe mô tô ô tô. Và 4 huyện là đã được phân cấp đăng ký xe mô tô thì tiếp tục được phân cấp đăng ký xe ô tô. Trên cơ sở rà soát thực tế thì là tất cả các cái điểm được phân cấp đấy thì cũng đã đủ điều kiện để được thực hiện công tác phân cấp đăng ký xe. Có thể nói đến thời điểm này, các đơn vị công an trên cả nước đã sẵn sàng các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất. Như vậy sẽ giảm bớt thời gian, chi phí đi lại nhiều lần của người dân. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đồng Tháp. Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong việc đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm Việt Á trị giá hơn 233 tỷ đồng cho các cơ sở y tế tại tỉnh này. Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kết luận, năm 2020-2021, các đơn vị đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc với tổng kinh phí là 742 tỷ đồng từ nguồn kinh phí phòng chống COVID-19. Trong đó, mua sắm trang thiết bị y tế gần 84 tỷ, vật tư y tế hơn 182 tỷ, sinh phẩm xét nghiệm trên 305,8 tỷ và kit xét nghiệm là gần 170 tỷ. Riêng công ty Việt Á, các đơn vị mua sắm thông qua 10 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng là hơn 233 tỷ. Tuy nhiên, giá trị thực tế mua sắm là hơn 179 tỷ và đã thanh toán cho Việt Á gần 157 tỷ. Trong đó, tháng 8 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp chỉ định thầu rút gọn cho Việt Á cung cấp kit test PCR trị giá 94 tỷ đồng, bao gồm 200.000 bộ Light Power, giá trị 470.000 đồng một bộ kit, thực hiện trong 4 tháng. Ca mắc giảm, phần lớn F0 điều trị tại nhà. Hà Nội đã quyết định giải thể 13 cơ sở thu dung điều trị người bệnh mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Thành phố chỉ duy trì các cơ sở điều trị tuyến cuối. Theo đó, 13 cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 sẽ được giải thể nằm ở quận Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Cầu Giấy. Chủ yếu là ký túc xá các trường đại học và khu nhà ở tái định cư. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID trên địa bàn thành phố đã hạ nhiệt. Số ca mắc mới của Hà Nội hiện dưới 1.000 ca một ngày. Trong gần một tuần nay, mỗi ngày dưới 500 ca. Hơn 87.000 ca F0 đang điều trị tại nhà. Số ca nặng cần thở máy xâm lấn tiếp tục giảm, không còn bệnh nhân lọc máu, ECMO. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5, Hà Nội không có ca tử vong do COVID-19. Trong bối cảnh mới, F0 đều cách ly tại nhà, khi trở nặng hoặc có bệnh nền thì chuyển điều trị tại bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID Hoàng Mai, Thanh Nhàn, Đức Giang.